À rồi ok. À, mọi người có ai không nhìn được cái màn hình không? Còn ai không nhìn được màn hình không? Tại mình chiếu lên rồi á mà có người chưa thấy rồi sao vậy? Mọi người có ai nhìn thấy màn hình không? À, ngoài bạn Lightroom CC ra thì còn ai? Còn ai không, hay là chỉ có bạn Lightroom CC thôi? À, có người thấy. À, vậy thì bạn Lightroom CC bạn thoát ra để bạn vào lại coi sao. À, hình ảnh. À, cái đống hình mình quăng hết ra ngoài cái ổ cứng ngoài. À, ok. Bật Lightroom nên coi thử đây có gì vui. Stock sưu tầm. Boom stock Lightroom catalog. Ok, để đại cái nào cũng được. À, màu retro. Retro lấy cái gì cho vui ta. Thấy chưa? Stock của sưu tầm. Stock này tạm thời vô chủ. Không có ghi lại. Ok, lấy cái này đi. Rồi mình, ôi mẹ cái này đang xóa phông mà. Tìm cái khác ngon hơn tí. Ai stop. Rồi mình sẽ chọn cái stop này ha. À, ánh sáng nhìn như trên này, sáng tăng giảm lên tí xíu, mình nhìn chỉnh nhìn cho nó đẹp đẹp ra tí đã. À, sẵn tiện các bạn hỏi, à thôi kệ nhóm này đi. Lát nữa có ai thích bỏ qua Lightroom làm tí không? Ví dụ chỉnh màu da các thứ bên Lightroom á, cũng mình đối với mình cảm thấy là làm màu da bên Lightroom nhanh hơn nhiều so với bên này, so với Photoshop. À, chờ tí xíu mở hình ha. À, cái stock này nếu bạn biết là của ai thì PM phát cho mình biết ha. Rồi xử lý sơ bản cơ bản tí đã. Coi cái nào là rác, ví dụ có cái đốm này không biết là cái gì. Rồi cái dây điện này. À, nếu mà nói mà rác là dây điện thì chắc là hình chụp ở Việt Nam chụp cỡ nào cũng thấy dây điện. Kiểu điện về với bản xong cái hồi bây giờ lên Tây Bắc thôi mà cũng lên Tây Bắc thôi mà cũng vẫn dính dây điện nữa, đừng nói là chụp ở mấy khu dân cư. À, nếu mà hay bị mất tiếng thì tại cái mạng nó đang bị chập chờn á, có thể là mạng của mình, có thể là mạng của bạn thì nó hay chập chờn. Rồi ok, tạm thời mình vừa xóa bằng cách là sử dụng Content Aware. Rồi về mình sẽ làm lại nè, ví dụ mình sẽ tạo cái vùng chọn Content Aware thì nó xuất hiện ở một số chỗ, nhưng mà ở mình thường xuyên sử dụng để mà xóa những cái vùng mà mình muốn làm cho nó nhanh. Ví dụ như là ở đây mình tạo vùng chọn ha, tạo vùng chọn là những cái phần mà chúng ta muốn xóa, click chuột phải và chọn Fill. Ở Fill này thì nó có sẽ có những cái công cụ, những cái tùy chọn cho chúng ta Fill. Ví dụ như là Fill màu đen, Fill màu trắng chẳng hạn, thì nó sẽ, nhưng mà từ CS5 hay là CS6 trở lên thì nó bổ sung thêm cho chúng ta một cái chức năng là Content Aware. Content Aware này thì nó giúp chúng ta tự động, nó sẽ sử dụng thuật toán để tìm những cái chi tiết bên ngoài và lấp lại chi tiết bên trong sao cho nó phù hợp với những hai cái vùng bên ngoài. Thì đây là cái cách mà mình cảm thấy là cái Content Aware này thì nó sàn lấp khá là tốt, có cái thuật toán tương đối tốt và nó cho chúng ta kết quả tạm gọi là chấp nhận được. Có thể là lúc đầu thì nó chưa hay lắm, nhưng mà sau khi Content Aware xong chúng ta sử dụng clone để mà chúng ta xử lý tiếp chẳng hạn. Ok, mình vừa làm cái ngoài, giờ làm thêm cái đây nữa. Fill luôn ha.
General. À, mình làm bừa bừa thôi, tại vì nếu như mà các bạn làm nó kỹ hơn chút xíu thì để chúng ta sẽ cho nó một tí feeder phần ngoài để cho nó hay hơn. Ok, phần cỏ này mình thấy hơi xấu. Cỏ xấu thì lắp luôn đi chứ không để nó linh tinh ở đây, nhìn nó xấu mẹ cái hình ra. À, đại khái vậy. À, trên này dụng mà clone này ha. À, nhẹ nhàng rồi, đây là cơ bản là xong cái phần xử lý bình thường. Để coi còn gì nữa không. Mẹ cái này cái cây cũng cột điện ở đây trời. Anh nhìn trong cái đèn đường ở đây mình xóa nhưng mà bằng một cái khác. À, mình sử dụng Path Tool. Path Tool thì nó cũng giống như là Content Aware thôi nhưng mà nó không có tự động tìm, mà chúng ta sẽ phải cầm và tìm những cái điểm mà chúng ta muốn thêm nó vào, muốn lắp nó đi chứ không dùng thuật toán để mà tự động nữa. Rồi ok, tạm thời vậy. Coi nên crop lại không? Nên crop lại, nếu mà crop lại đây mình nghĩ là không không crop cái kiểu gì được, ví dụ như là dùng một cái lưới golden kiểu. Rồi. Original. Original radio. Cho nó tỷ lệ vàng chẳng hạn, có thể các bạn thích. Ok. Đây coi. Rotate, crop up, rotate. Rotate, crop up. Wow. Lật ngang cái này ra sao ta? Thôi kệ bà nó đi, miễn là 1/3 là được rồi. Ở đây mình sẽ cho nó vào chút xíu. Rồi ok, khoảng cỡ 1/3. Tất nhiên là không delete, cứ để nó giữ lại. Rồi ok, thì đây mình đã crop xong và xử lý cái phần cơ bản trước, tức là chúng ta xóa dây điện. Hình chụp ở Việt Nam mà chụp outdoor thì kiểu gì cũng dính dây điện hết. Cho nên nhớ chịu khó xóa đi chút để nhiều khi nó xuyên qua xuyên lại đầu của mẫu thì nhìn nó kỳ dị lắm và nó cũng không có trơn tru gì hết. Rồi tương tự như vậy đối với những cái cột điện dây điện này ha, sử dụng Content Aware hoặc là sử dụng mà làm cho khách mà ra lấy nhiều tiền á. Chọn clone stem và xóa từ từ cho nó thật cẩn thận ha. Rồi ok, thì đây chúng ta đã xong cái bước đầu. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm màu. Ở đây thì mình sẽ sử dụng làm màu retro hoặc là màu vintage. Nếu mà nói phân tích kỹ hơn thì vintage thì thường nó thiên về phong, về cái tông nó tương đối lạnh, tức là phong xanh đỏ, xanh và đỏ là hai cái tông chủ yếu của phong vintage. Còn nếu mà phong retro á, thì nó lại thuộc về cái phần là xanh lá và vàng đó, thì có thể phân biệt như vậy. Nhưng mà thực tế là bây giờ thì cái cách phân biệt đó, nó hầu như không đúng đó. Người ta có thể gọi chung cho cả hai, cả vintage và retro luôn thì nó cũng không khác gì nhau lắm. Thì đa phần nó là cái màu dạng là cái màu màu kiểu cổ cổ xưa xưa đó. Đó thì dạng cái màu cổ màu xưa chúng ta gọi, một nếu không gọi là màu phim thì cũng gọi là màu vintage, thì nó cũng vậy thôi, chẳng khác gì nhau cả, tại vì nó chẳng có ranh giới gì hết. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái như sau. Ở đây mình có cái stock như vậy đã xử lý rồi, và mình sẽ để coi cái màu mà chúng ta sử dụng là màu vintage ha, hoặc màu retro, mình tách đi. Ok, mình sẽ sử dụng gradient map để phủ một cái lớp màu gọi là cái màu cái màu gì gọi là màu nền đó, tạm thời gọi là màu nền, tức là chúng ta phủ lên một lớp nó vàng xanh sẵn rồi thì sau này chúng ta sử dụng nó hay hơn. Đây nó có set up sẵn cho mình cái này, cái có cái gradient map mà từ màu tím tới màu cam này mình sử dụng rất là nhiều, bởi vì nó làm sao, nó thuộc thiên về cái phong xanh là gì? Phong hay à, phong vintage. Ok, ở đây thì mình vừa lấy một cái texture, ấy, không không một cái nó gọi là một cái set gradient map có sẵn, và mình vừa sử dụng là photographic turning. Thì đây mình sử khi mà mình chọn như vậy, ví dụ như đây mình sẽ thêm một cái
Harmony One chẳng hạn, và sử dụng chúng ta sử dụng là append thì nó sẽ thêm vào trong cái phần có sẵn luôn. Còn nếu như chúng ta sử dụng OK á, thì nó sẽ thay thế cái gốc bằng cái mới thêm vào, tức là nó sẽ bỏ những cái đá này đi và thêm cái mới này vào thôi. Nhưng mà thường thì mình sẽ sử dụng là append luôn để mà trộn chung hai cái lại, mình có nhiều tùy chọn hơn. Thì ở đây mình sử dụng một cái tông là tông từ màu xanh lá cây đến màu vàng, tức là nó thiên về cái màu retro. Chúng ta click OK. Và ở cái planning mode này thì mặc định thì nó để là normal, thì bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta có thể tưởng tượng được là cái tác dụng của cái gradient map là cái gì. Thì các bạn khi chúng ta coi lên cái dải tông màu của dải tông màu của gradient map thì các bạn có thể thấy là nó sẽ cho chúng ta là màu, cho chúng ta thêm rất là nhiều điểm màu, và dải từ trái sang phải tương ứng với lại màu từ vùng tối nhất cho tới vùng sáng nhất, tức là màu đen tới màu trắng. Thì nghĩa là khi mà chúng ta set up cái phần màu ở dưới này, nó là màu gì? Ở phía bên tay trái của cái thanh gradient map này á, nó là màu gì? Thì nó sẽ vào cái tông shadow là cái màu đó. Còn phần bên phải là màu gì? Thì nó sẽ sử dụng màu đó để blend vào trong cái phần lighting, phần light, shadow và highlight, highlight. Sử dụng cái màu đó và cho phần highlight. Và click OK. Thì ở đây mình thường không để normal mà chúng ta để là soft light, tức là nó blending với lại nó sẽ hòa trộn với cái màu ở dưới, và chỗ nào tối thì nó sẽ cho tối hơn, sáng cho nó sáng hơn. Tác dụng của soft light này như vậy, tức là chúng ta sẽ vừa tăng contrast mà chúng ta vừa blend màu vào. Thì OK, đó là cái bước đầu tiên. Các bạn có thể tắt mở, các bạn có thể thấy là cái contrast đang được thay đổi rất là nhiều. Và ở đây những cái phần shadow thì nó đã bị ám một cái màu màu đen tới màu xanh lá cây. Và phần highlight, tức là phần mặt, chủ yếu chúng ta thấy ở đây phần mặt thì nó sẽ thêm một cái tông màu vàng tương đối ấm. Thì tức là như mình đã nói thì những cái bước mấy thằng bên nước ngoài chẳng hạn nó làm mà nó muốn nhìn nó tự nhiên á, thì đa phần hầu như ai cũng sử dụng một cái tông là có cả lạnh có cả nóng, thì hai thằng nó cân bằng lại nó sẽ đẹp hơn. Không nên là có mỗi màu vàng ta blend vào thôi, hoặc là có mỗi màu xanh ta blend vào thôi thì nhìn nó hơi đơn điệu, nó không đẹp lắm. Chúng ta có cái tông màu xanh, có tông ấy, có cái tông màu lạnh, có tông màu nóng, thì khi mà hòa trộn lại thì nó sẽ có cái sự cân bằng, nó sẽ hay hơn. Có mất tiếng không sao đâu, có thể coi lại cũng được, tại vì nhiều lúc mạng nó không được như ý muốn, thành ra là nó nó chập chờn chập chờn chập chen lại. OK, thì ở đây có thêm một cái lớp gradient map này, chúng ta có thể thấy là nó khá là OK rồi. Thực ra là nếu như mình mà thêm cái gradient map này mà vào một phát mà nhìn nó ra vậy, OK, xài luôn rồi, khỏi cần phải làm gì thêm. Nhưng mà đây mình muốn cho cái hiệu ứng nó tương đối đẹp hơn chút xíu nữa. Ví dụ chúng ta sẽ sử dụng là solid color, để coi, sử dụng tông màu nóng hơn chút xíu, vì các bạn có thể thấy là đây nếu không có solid color ha, thì nó đang tương đối nó hơi lạnh. Cho nên là mình muốn thêm cái màu vàng nhiều hơn một chút xíu, màu vàng mà hơi cam cam chút xíu, và mình sẽ cho nó vào cái vùng highlight để mà nó gọi là cái gì, nó tương đối ổn định lại hơn chút xíu, cái màu sắc nó tương đối ổn định hơn. Thì color fill, sau khi color fill xong các bạn có thể thấy đang xấu hơn như vậy. Thì mình sẽ sử dụng một cái như thế này, sử dụng chức năng Blend If, và cái Blend If này nó hoạt động như sau: ở cái phần this layer, và nó sẽ có hai thanh this layer và underlying layer. This layer tức là cái layer đó, còn underlying layer thì nó sẽ so sánh cái layer chúng ta đang thao tác so với những cái layer ở dưới. Và nó hoạt động như sau: khi mà chúng ta sử dụng này cái Blending If và sử dụng this layer, khi chúng ta kéo một bên vào, ví dụ kéo bên đen vào đi, thì nó sẽ xóa bớt bỏ những cái phần màu đen ở trong cái layer mà chúng ta đang thao tác. Vấn đề là đây chúng ta sử dụng màu kem, cho nên là đa phần đó là màu sáng, cho nên là khi chúng ta kéo cái phần bên tay phải này vào thì nó sẽ giảm bớt cái phần màu sáng đi, tương ứng với lại cái cường độ chúng ta đang kéo tới. Thì ở đây nếu như chúng ta muốn cho nó có một cái sự chuyển đổi nó hài hòa hơn thì chúng ta sẽ đè phím Alt+F, đè phím Alt+F ha, và click. Thì khi bạn đè phím Alt+F và click thì nó sẽ không có đột ngột tới đây nó dừng, mà nó sẽ
bình thường tới đây, nhưng mà nó tính từ đây và bắt đầu nó sẽ gradient giảm dần 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 tới cái mức bên này đó, thì nó sẽ có một cái sự chuyển đổi. Chúng ta loại bỏ những cái phần sáng nhưng mà chúng ta bỏ một cách nhẹ nhàng. ok thì click ok. Ở đây các bạn có thể thấy là cái này nó đang vào cái phần màu sáng. Ở đây mình thấy nó có vẻ chưa đủ lắm, mình sẽ giảm bớt hơn chút xíu nữa. Rồi thì có một chút thêm màu vàng lên nữa thì nó hay hơn. Rồi ok, thế đây là mình sẽ đổi lại một chút xíu, ví dụ như là Selective Color. Selective Color thì mình sẽ giảm bớt một số cái màu như sau, ví dụ như là ở cái phần màu vintage chẳng hạn thì nó thiên về màu xanh và màu đỏ, thì ở những cái vòng cái phần nào mà nó màu vàng với màu xanh lá cây ấy, thì chúng ta giảm bớt đi. Còn ngược lại với retro, ta đang làm ở trên nền retro thì cái phần nào màu xanh lá cây và màu vàng thì chúng ta giữ lại, còn cái phần nào nó bị ám màu, có màu cái chi tiết nào có màu đỏ và màu xanh dương ta giảm bớt đi đó. Thì khi mà giảm bớt đi thì nó sẽ lộ rõ cái sự nó gọi là cổ xưa hơn một chút xíu. Đúng rồi, nếu chúng ta bỏ cái màu vàng bên highlight thì chúng ta bỏ bớt đi, tại vì cái vùng màu sáng á, màu sáng cái vùng ánh sáng ở đây thì nó tương đối nhiều, cho nên nếu như mà mình không sử dụng blend if á thì các bạn có thể thấy là nó sẽ không có được có cái sự chuyển mượt mà nó tạo ra, nó tạo một cái màu phủ đều như thế này thì nhìn nó không có được hay. Thì mình muốn cho nó chuyển dần 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 thôi, tức là ở đây màu vàng nhiều nhất thì nó sẽ vào những cái phần màu xám, còn những cái phần nào sáng thì mình vẫn sử dụng là màu trắng sáng bình thường. Thì đây mình sẽ giảm bớt đi đó, thì đó là cái mà mình nhắm tới, tức là ở đây mình sẽ nó sẽ phủ màu vàng và từ phần tối tới phần màu xám là nhiều nhất, rồi từ cái phần màu xám này cho tới phần trắng thì nó sẽ bớt dần đó, thì nó sẽ có một cái sự hòa hợp với lại cái màu ở dưới hơn. Này các bạn thể thấy này đó. Cái chính ở đây á thì cái phần màu sáng trên mặt của bạn nữ này á, là nhiều nhất, cho nên nếu như mà mình không có làm vậy á, thì màu vàng nó ám vào đây nhiều quá và nó ám vào phần mặt mà màu vàng nữa thì thôi coi như là bỏ hình rồi, tức là mình muốn cho nó trắng hồng mà ở đây vẫn chưa trắng hồng đâu, tí xử lý sau. Ok thì selective color đây mình sẽ làm cho cái màu, những cái chi tiết màu đỏ nó sẽ hơi ám vàng một chút xíu, yellow tăng rồi như nó vào cả này. Và màu nó sẽ phải nhạt đi chút xíu, ví dụ black giảm bớt đi, blue tương tự, mà cái ta yellow tăng lên chút xíu và black giảm đi chút xíu. Rồi ok, neutral. Cái neutral này là màu xám, mà cái tông màu xám thì nó hiện diện ở hầu hết là toàn ảnh luôn, cho nên là thường thì mình sẽ không không dùng tới, bởi vì nếu như mà dùng tới thì nhiều lúc nó ảnh hưởng quá mạnh vào trong cái bức hình thì nó cũng không hay lắm. Đây, chỉ giảm bớt tí màu vàng thôi. Ok, đây là trước và sau khi chúng ta làm. Thì tạm thời là chúng ta có một cái màu tương đối ổn. Ở đây mình không thấy rõ cái phần retro lắm, nhưng mà chúng ta có thể thử những cái bức ảnh khác coi sao. Để coi. Play những cái bức ảnh khác vào coi thế nào. Sáng này đi. Play. Boop. Cảnh giường chiếu này. Đây, mình sẽ tắt bớt đi chút xíu và tăng lên chút xíu. Có thể thấy là nó màu retro nó mà nó tương đối nó rõ ràng hơn, bởi vì cái tông màu xám tương đối ít mà đây tương đối là màu trắng và vùng shadow. Chúng ta có thể thấy cái sự thay đổi của cái vùng shadow và vùng sáng, để có thể thấy là nó có sự thay đổi, nó về cái tông màu vàng nhiều hơn. Thì đó là cái tông về màu retro. Thì đối với mình thì khi mà làm bất kỳ bức ảnh nào thì mình chỉ làm rất là nhẹ như vậy thôi, bởi vì cái mục đích của mình là khi chúng ta sử dụng xong giao cho khách có thể người ta sẽ đẹp in.
Mà khi mà chúng ta sử dụng cái màu blend á, màu blend mà nó quá nặng tay á, thì nhiều lúc người ta in ra á, mà mình không có kiểm soát được cái về cái thành phần là profile màu á, hoặc là mình gửi cho người ta đem in, người ta không biết cái về cái vấn đề đấy, thì thường người ta in ra thì nó sẽ bị sai lệch màu với lại cái màu trên màn hình của người ta đó. Bởi vì khi chúng ta tăng lên chẳng hạn, tăng những cái màu sắc nó kiểu nó nổi bật quá, thì cái chúng ta càng làm cho nó nổi bật thì cái sự thay đổi nó càng rõ ràng đó. Và khách người ta cầm cái tấm hình đấy, người ta in ra rồi, người ta nhìn nó khác với lại cái hình trên cái màn hình á, thì có khi người ta sẽ đánh giá mình. À ok, người ta sẽ, hoặc người ta không đánh giá mình đi, người ta nhìn cái bức hình mà mình chỉnh, mình chụp chẳng hạn, người ta không vui, vậy là vậy là không được rồi, đúng không? Cho nên là thường thì mình chỉnh thì mình sẽ chỉnh rất là nhẹ, và đa phần thì cái bức hình thì đa phần là nó nằm ở cái phần hậu kỳ như là xóa rác này nọ đó, thì nó tương đối nó trong sạch hơn. Và nếu như bạn nào có cái điều kiện ra cầm máy đi chụp chẳng hạn, thì tốt nhất là chúng ta tập cái cách chụp cho nó đẹp sẵn đi. Bởi vì đa phần có nhiều bạn hỏi là tại sao Phúc làm những cái tút mà blend màu hay là xử lý hình ảnh này, nó sử dụng những cái hình mà nó đẹp sẵn rồi, chỉnh làm gì nữa. Thì vấn đề là ở đây, nếu chúng ta muốn chỉnh đẹp á thì cái stock nó phải đẹp rồi, nó phải đẹp rồi chúng ta chỉnh nó mới đẹp được, chứ còn không phải là kiểu thiên nga ấy, gọi là gì, vịt hóa thiên nga thì nó hơi là khó. Và nếu như mà mình làm những cái đấy mà show ra thì mình hết đường sống, bởi vì mình không có gì kiểu có cái nồi cơm thôi, show hết ra thì còn đi ăn, đúng không? Cho nên là mình sẽ đa phần thì mình luôn luôn làm những cái mà các bạn có thể ứng dụng được cho các bạn đó, thì đa phần thì nó nhẹ nhẹ như vậy thôi, nó dễ tiếp cận hơn. Rồi ok, thì đấy là xong cái phần retro. Bạn nào có thắc mắc gì về phần này nữa không? Nếu không có thì mình chuyển sang phần tiếp theo. Các bạn còn thắc mắc gì em? Mình coi như hình này, có thể chúng ta layer mask lại chút xíu rồi tăng giảm sáng chẳng hạn. Rồi mình thấy vậy cũng ok rồi. Ai không thấy ai có ý kiến gì ta? Nếu không có thì mình chuyển coi nha. Tặng cho nghệ sĩ ba bông hồng. Thôi hỏi gì đi, đừng tặng. Hỏi gì. Ok, thì đây mình sẽ mở một cái stop khác. Da trắng hồng, hỏi thử coi. Rồi ok, chuyển. Rồi, mình sẽ hướng dẫn cách chuyển da trắng hồng mà sử dụng Lightroom trước ha. Bởi vì Lightroom thì mình nghĩ là nếu mà chỉnh da này nọ trên Lightroom thì nó tương đối nó hay. Chờ chút xíu để cho Lightroom nó khởi động ha. Sao bự quá vậy? Hồi máy cà giật cà giật cà giật kiểu nó bị hiếp đáp hay làm sao đấy mà nó cứ giật giật giật. À đây, chúng ta có những cái stock như thế này, nhìn này. Những cái stock này mình tìm sưu tầm của các bạn mà cũng không thấy ai ghi ghi nguồn hay là ghi cái gì vào trong cái profile cho nó dễ biết là ai là chủ. Rồi ok, tạm thời như vậy đi. Thì chỉnh tông màu da ở trong Lightroom thì mình sẽ sử dụng cái tab color ở phía dưới này ha. Đây bên develop ha, các bạn tìm đến color này, tắt đi, mình chẳng dùng bao giờ. Color ha. Lightroom đao về có nặng không? Lightroom thì nó không có nặng, nhưng mà vấn đề là máy của các bạn thì nó phải tương đối một chút, bởi vì Lightroom nó kiểu
nó một lần nó sử dụng rất là nhiều công cụ, nó thay đổi rất là nhiều cái thông số, cho nên là khi chúng ta sử dụng cái máy mà nó không có đủ RAM á, thì đa phần thì nó không có trơn tru lắm và nó giật 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 thì đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái color ha, và sử dụng tông màu orange, tức là màu cam, bởi vì đa phần những cái phần màu da thì nó vào màu cam. Thì đây mình sẽ xử lý như sau. Phần hue này thì nó cho chúng ta chuyển đổi cái phần màu cam trong hình thành màu vàng hoặc là màu đỏ. Thì ở đây mặc định thì nó đang là ở không, thì ở đây mình muốn cho da nó trắng hồng, và hồng thì nó là màu sao không phải, tại mình thấy nó, đây nó hơi vàng vàng thế nào ấy. Nhưng mà đa phần thì cái nào cũng vậy thôi. Khi chúng ta giảm bớt đi ha, giảm bớt cái hue này thì cái phần màu hồng, cái phần màu cam thì nó chuyển sang hơi có màu đỏ đỏ một chút xíu, và phần saturation mình muốn cho da của chúng ta nó có cái màu hồng nó nhẹ nhàng, cho nên là cái màu nó sẽ phải bớt cái saturation đi, mình sẽ giảm bớt saturation, và cái luminance tức là phần sáng tối đó, mình tăng cho nó sáng lên. Và đơn giản vậy thôi, chúng ta có cái bức hình da trắng hồng. Ở đây có thể coi before after, before after, before after đó, đơn giản là cách như vậy. Để coi thử coi cái stock nào nó xấu xấu á, khổ mấy anh này đi chụp hình toàn mấy chị đẹp đẹp không à. Ví dụ như là mình cũng tương tự vậy, tương đối dễ, giảm hue, giảm saturation, tăng luminance, xong. Thì thấy là before after này, before after, để thấy không, nó đơn là cực kỳ đơn giản luôn, nên chúng ta sử dụng Lightroom. Ok, stock này ở đúng rồi đó, stock này làm cái rong rêu được á, nói mới nhớ. Rồi ok rồi được á, lấy cái này coi thử mấy cái này coi sao, cái này được không ta. Thì mấy stock như happy pull em nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy. Ok đây làm nữa nè, giảm hue, giảm saturation, tăng luminance, xong rồi da đẹp rồi. Rồi ok mình sẽ dùng cái stock này tạm thời export ra desktop, và tí nữa làm những cái khác sau. Rồi desktop ha, không có put vào đâu hết á, RGB 100%, 300 luôn cho nó máu. Sharpen khỏi gạch, ok report. Hay tìm cái có gì đâu mà không dám nói. Có thể thấy là đa phần cái stock về bạn chụp khá là đẹp của Ken. Stock là nhạy cảm quá, không được không được không được không được không được không được. Ok ví dụ như là những cái bức hình này đi, thấy nó già, nó hơi ám đỏ nè, ám đỏ sẵn rồi thì khỏi cần phải tăng đỏ nữa, ta chỉ cần giảm saturation, tăng luminance, xong trắng không. Có thể chưa rồi sau nè. Nếu mà làm da thì mình thường là quăng vào Photoshop, không 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 quăng vào vào Lightroom làm cho nó nhanh này, nhìn xinh dữ vậy. Rotate nó lại một chút, transform, rotate, left. Những cái hình này thì giảm bớt này đi chút xíu chẳng hạn, tăng lên tí xíu, và rồi thế làm ra này tương đối mình thấy nó khá ổn rồi, mình sẽ không tăng đỏ nhiều, chủ yếu là mình tăng vậy thôi. Ok chưa có sao. Đa phần là làm da thì cứ bỏ vào trong Lightroom làm cho nó lẹ, không là tìm cô mẫu nào da đẹp sẵn rồi hẵng làm. Anh mẫu là da đẹp sẵn rồi thì lên chỉnh cho nó nhanh, đời nó khá là đau khổ, cho nên là stock này của iPro thì phải, iPro gì đó,
Ok, da bị ám vàng. Da bị ám vàng, nếu như sử dụng trong Photoshop thì mình có một cái tool nói về da ám vàng rồi. À, là mình sử dụng cái lab. Còn không thì nếu mà da bị ám vàng ở trong Lightroom chẳng hạn, thì hue này chúng ta sẽ tăng nó nhiều hơn. Nếu như mà nó vàng quá thì nó tăng nhiều hơn. Tức là mình nó chuyển cái phần orange này thì nó sẽ chuyển cái màu cam. Ví dụ như là đang mà là màu vàng đi thì mình giảm xuống á thì nó sẽ tăng màu đỏ lên, tăng màu đỏ thì nó sẽ giảm bớt màu vàng, và nó hai cái màu đấy thì nó cho chúng ta cái kết quả nó màu nó tương đối gọi là hồng 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 hào lên. Ví dụ như này, thể thấy là before này, after này, before này, after này. Ở cái before này tương đối có vàng. Đây mình sẽ click vào luôn. Có thể thấy là tương đối nó vàng nhiều. Ví dụ ở mặt đây đi thì cái ôi cái này không cho CMYK. Nhưng mà có thể thấy là nó thay đổi, thay đổi những cái thông số như vậy. Có thể thấy là cái màu vàng nó khử bớt đi khá là nhiều. Ok, thì đấy là cái cách mà chúng ta là cái cách của mình làm cái vấn vấn đề là về da. Quăng qua Lightroom làm lẹ. Còn nếu mà Photoshop thì nó khá là phức tạp và nhiều bước, mình sẽ làm riêng ra nó một cái tút sau đi. Tăng vậy nó có tăng tất cả các màu trong stock luôn không anh? Có nha. Nhưng mà vấn đề là mình có thể sử dụng một cái stock riêng ở phía ngoài này, và phần da chúng ta xử lý riêng ở bên Lightroom. Và khi chúng ta place, mở cả hai cái cho chung vào một cái file và chúng ta mask đi. Ví dụ mask đi cái phần lớp da chẳng hạn, mình chỉ lấy những phần da thôi. Đó thì nó đơn giản như vậy thôi. Ở Photoshop anh có dùng Topaz Clean để làm ảnh không? Mình ít khi dùng plugin lắm, mà plugin đây mình có mấy cái thôi. Đó, gì đây? Earmark, Emanomic là để cái làm mịn da, và Neck Collection khử ám xanh khi chụp outdoor. Ám xanh hoặc là ám vàng á ha, ám xanh hoặc ám vàng. Nếu mà chụp raw thì nó dễ rồi, chụp raw thì nó dễ rồi, tại vì mình có cái thanh white balance ở đây mà. Ví dụ cái này cũng không cần phải ví dụ đâu, tại vì nếu mà ai ai đã cầm máy đi chụp raw thì thường là ai cũng biết những cái phần phần thêm ví dụ ám xanh chẳng hạn. Chúng ta tìm sử dụng ống chích, tìm những cái phần nào mà chúng ta muốn nó màu trắng, click vào đó, thì nó sẽ chuyển cái phần màu trắng nó về đúng cái màu trắng và những cái phần khác về đúng, thì đây màu xanh nó cũng về lại đúng cái màu xanh của nó đó, thì nó vậy thôi, đơn giản là khử như vậy thôi. Đó là màu raw thì làm thì nó dễ lắm, cũng chẳng có gì phải lăn tăn cả. À, mình sẽ tìm lại cái stock stock hồ nước. Ôi cái stock hồ nước của mình hồi nãy đây rồi. Rong rêu không biết mình để đâu tiêu vậy ta. Ấy mình không không bữa tải vì mình đâu mất tiêu rồi. Chờ chút xíu ha, mình lên mail tìm cái đấy coi sao. Ở tiện thể mấy cái stock mà về rong rêu này không biết search Google hay search cái kiểu gì ta. Mình search mà em xanh lá ha. Thì thay vì mình sử dụng cái thanh ở trên thì mình sử dụng thanh ở dưới. Thanh ở dưới nó là ám từ tím tới xanh lá mà. Thì mình sẽ tăng tím lên một chút xíu. Tăng tím lên thì nó sẽ giảm bớt xanh lá đi. Phần tin đó. À, vậy chào bạn. Ok, thì mình vừa tải cái hình cái stock đào lót. Rồi đây rào. Cố gắng nhớ rong rêu đi Phúc. Đây rong rêu đây.
auto default. Đây coi. Cái phần ở ngoài này có vẻ nó đẹp hơn cho cái. Ôi mẹ ơi, cái này đang là JPEG mà. À, JPEG mà nó cũng lưu cái này lại ha. À, suộc là 2013. Đây, 2012 chứ. Rồi, ok, giảm bớt sáng đi. À, tăng đen lên. Hơi rượt ha. Rồi ok. Tăng background lên, tăng clarity lên cho ta thấy rõ. Rồi click ok. Open. Nó để mai share, à, mình xin phép share cái stop này luôn được không? Stop ghép của Nha Trang Fun. Cái stock này hình như là của bạn Sonata gửi cho mình đúng không? Ở đây mình sẽ kéo thả vào và tìm coi cái phần nào nó phù hợp. Đối với mình thì mình nghĩ là cái phần ở dưới này nó có vẻ nó hợp hơn. Ok, vậy thì lát nữa mình sẽ gửi cái này cho các bạn sau ha. Rồi, click ok, enter. Đây mình sẽ tạo một cái layer mask và body and layer mask thì nó đi. Mình sẽ Ctrl Y đảo màu của cái layer mask lại. Nhớ là đang sử dụng, đang chọn trên cái layer mask ha. Và mình sẽ tăng brush lên. Tăng hơn nữa, tăng hơn nữa. Rồi. Chọn màu trắng. À, coi à, cho nó mảng và tới đâu thì nó vừa. Tại vì nhớ là tới cái bóng của cái này thì nó cũng chỉ có giới hạn thôi ha, chứ không phải là nó kiểu ở đâu cũng hiện hay đâu. À, ok tạm thời vậy đi. À, sẽ mở một chút ở ngoài. Rồi mình sẽ di chuyển nó xuống một chút xíu để cái phần rõ này nó vào trong phần người của bạn nữ đi thôi ha. À, tăng nó lên một tí. Rồi ở đây tiếp tục sử dụng à, trước khi nói cái này mình cũng chưa có thử cho nên là quên sorry. Ê, cái này là mình phải chọn à, cái gì đây, chọn cái vùng hơi bị nhiều á, hay là tốt nhất là cứ phải tách người mẫu ra trước. Rồi, tạm thời vậy đi, mình sẽ ok. Ở đây mình sẽ chọn vùng và mẫu ha, và mình sẽ tách cái mẫu này ra một cái layer riêng để cho chúng ta dễ xử lý. Mình sử dụng ở đây sử dụng mình đang sử dụng một cái công cụ là công cụ alright, Quick Selection Tool. Quick Selection Tool. Và chỉ đơn giản là click và tạo vùng chọn vào phần của phần mẫu thôi ha. À, cứ chọn vậy. Cái hình này tương đối nét cho nên mình chọn nó có vẻ hay là dễ. Rồi đó. Phần tóc này bắt đầu là thấy có vấn đề là à, thấy khó rồi đó à, không thử thì không biết à, ok tạm thời à, chọn được như vậy. Giảm bớt này đi, lát nữa xử sau. Rồi à, refine edge và cho nó lấn ra ngoài một chút xíu, smooth lên tí, feather lên tí, contrast tí thôi. Decromate. Rồi tạm thời như vậy. Layer, new layer, click ok.
Rồi. Thì chúng ta có một cái layer mới là tách nền của layer cũ. Thì đây mình sẽ cho cái này xuống phía dưới ha. Tránh ra. Đó vậy thôi đơn giản. Mình sẽ sử dụng cái cọ màu trắng mờ. Mình để cỡ khoảng nhiêu? 30%, flow cũng 30%. Và tô vào cái màu trắng. Quên màu đen chứ. Màu đen để giảm bớt cái phần dưới này đi. Đây là cái phần mà đổ bóng vào trong cái phần gấu áo của người mẫu đó, thì mình sẽ cho nó hiện lên. Ok. Được chưa ta? Anh đã thấy có vẻ. Rồi tới đây chúng ta có thể sử dụng cái brush layer mask để chúng ta xử lý thêm rồi. Tới đây nó tương đối nó dễ rồi. Khi chúng ta đã tách được rồi. Giờ em phải off thì mai có xem này được không? Xem được, các bạn có thể lên trang website của mình .hpphotoshop.com. Đó, vào hpphotoshop.com hoặc là hpphotoshop.net là được rồi. Lát nữa xong mình cũng up lên liền mà. Mình sẽ màu trắng và cho cái thằng bong bóng màu trắng này nó hiện lên tí. Mình đang thấy nó có cái phần biên màu xanh nhìn nó hơi ghét. Rồi tạm thời vậy đi. Ta có thể xử lý thêm về những cái phần riêng này, chẳng hạn như những cái phần này mình nãy mình chọn là nó chọn vùng biên nó chưa có, mình chọn biên nó chưa có được kỹ cho nên là giờ nhìn nó tưng tửng liền này nọ. Thì chắc anh có thể sử dụng công cụ pen tool để chúng ta chọn vùng cho nó kỹ càng hơn ha. Còn làm như vậy thì nó hơi nhanh quá. Nhưng mà đa phần là như vậy, đó là cái cách làm. Đây, tức là chúng ta sẽ sử dụng chiếc công cụ Blend If như hồi nãy mình đã nói. Rồi tóc mẫu nữa. Tóc mẫu thì có cái tách 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 tóc. Những cái tách tóc chẳng hạn, những cái tách von chẳng hạn, thì ở những cái streaming trước mình cũng đã nói rồi, bạn có thể coi lại những cái phần đấy. Thì đây underline layer thì mình làm như sau, có những cái bước làm như này. Tức là mình sẽ giảm bớt cái underline, hồi nãy mình nói this layer này ha, và bây giờ là underline layer. Thì underline layer thì nó sẽ lọc bỏ bớt cái layer mà mình đang thao tác, tức là cái layer mở cái layer rong rêu này ha, và nó so sánh với lại cái layer ở dưới, và nó sẽ tìm và tùy chọn như vậy. Thì khi chúng ta kéo vào á thì nó sẽ giảm bớt ở cái vùng tối đi nè, nó sẽ so sánh ở cái vùng dưới ha, chỗ nào tối nó sẽ làm tối bớt đi, tức là đây mình muốn lấy lại mấy cái bóng, tức là những cái phần tối, và mình sẽ giảm bớt ở cái phần sáng này đi, giảm bớt phần sáng đi một chút xíu này ha, để nó vừa đủ thể hiện ra là ở nó đang có cái sự hòa trộn về cái phần màu sáng như vậy thôi. Tức là ở đây mình giữ nhiều nhất là ở phần màu xám ha. Thì đây các bạn có thể thấy khi chúng ta tắt đi này, cái phần ngoài này tương đối nhiều là màu xám, nhiều nhất là màu xám, cho nên là mình để giữ lại nhiều nhất là màu xám. Sau đấy mình sẽ có một cái layer người mới, mình tách ra từ layer background và mình đè lên phần phía trên này, tức là nó sẽ lấp đi những cái phần mà nó bị khử lọc không hết này, thì mình sẽ có một cái chỉ lấp lên. Vậy là xong. Thì đấy là cái cách tách. Nếu như mà cô dâu mà có vẻ von á thì các bạn có thể sử dụng lại cái cách tách màu von ở cái streaming trước mình đã sử dụng đó. Thì đa phần là lúc nào cũng vậy thôi, bởi vì đa phần là chúng ta ghép cái rong này vào cái phần nước là nhiều đó. Cho nên là nước thì đa phần thì lúc nào cũng là màu tông màu xám nhiều nhất, cho nên là các bạn có thể sử dụng cái thông số Blend If này, đa phần có thể sử dụng vào cái stop nào cũng được, tức là nước rồi nha. Còn rong rêu thì mình nghĩ là đâu có ai mà ghép rong rêu lên lên cửa sổ hay là cái gì đó. Cho nên là các bạn có thể thấy là chúng ta giảm bớt màu đen đi, giảm bớt màu sáng đi, mình để lại màu giữa nhiều thì nó sẽ có như vậy. Và chúng ta tách cái cô dâu hoặc là chú rể ra cho nó làm đè lên trên nữa là đã xong ha. Chúng ta có thể chỉnh chili hơn một chút, lấy brush lấy cọ này nọ đó, chúng ta làm cho nó mượt mà hơn và nó thật hơn ở những cái biên. Vậy thôi, thì đó là cái cách ghép rong. Rồi các bạn còn thắc mắc gì hay không?
game ROM á, khá đơn giản. Ở đây chúng ta sử dụng cái vận dụng cái blend if khá là nhiều, bởi vì chúng ta muốn cho nó không có vào phần tối, muốn cho nó không có vào phần sáng chẳng hạn thế, thì chúng ta sử dụng blend if. Các bạn ơi còn thắc mắc gì không vậy? Sao thế im thế? Không ai thắc mắc gì nữa sao ta? Ai giờ ngồi chờ. Toàn tặng hoa nghệ sĩ không? Hỏi gì đi. Mình xin coi có thắc mắc về cái bước nào làm nào hay không. Thì các bạn có thể thấy là cái bước này nó khá đơn giản, ta chỉ có thêm hai cái layer thôi, và một trong hai layer đó thì nó rồi, đợi anh làm tới đâu thắc mắc hỏi tới đó. Rồi cũng được, vấn đề là bây giờ mình hết biết chủ đề là gì rồi. Có thể là bữa nay chúng ta kết thúc hơi sớm một chút xíu, bởi vì kiểu hết đề tài để nói rồi sao đấy. Em mình chơi các bạn hỏi nhiều mà không thấy ai hỏi cho lắm. À nãy giờ là mình đã làm cái gì đây nhỉ? Là lúc đầu là làm về da ha. Rồi làm về màu retro ha. Làm màu da bằng Lightroom ha. Rồi ghép trong rêu. Blend ha. Blend, nếu mà nói mình dạy blend thì thực tế là bây giờ mình cũng không biết là dạy blend thì bắt đầu từ đâu nữa, bởi vì nếu mà blend màu thì chúng ta phải bắt đầu gọi là từ đầu luôn á. Cái blend màu thì nó khá là phức tạp, bởi vì chúng ta sử dụng rất là nhiều công cụ, và cái màu sắc chúng ta thêm vào thì đa phần là nó dựa theo cái cảm tính và dựa theo cái stock. Bạn Vinh Trần, bạn hỏi đi. Vĩnh Trần, designer. Vinh Trần. Vịnh Trần. Vịnh. Chắc Vịnh Trần. Bạn hỏi đi bạn. Cứu ảnh bị tối nặng đi. Rồi ok. Bởi vì mình không có chụp ngược nắng mà bị tối nặng ha. Rồi hiểu rồi. Mình chụp ngược nắng, như mình có mấy stock kiểu chụp ngược nắng mà đa phần chẳng ai chụp tối. Chụp ngược nắng, nếu nếu mà đa phần nếu mình thấy người ta chụp ngược nắng mà dạng là chuyên nghiệp á, thì người ta làm cho nó khá là ổn. Như ở đây mình sẽ tạo ra một cái stock bị tối. Anh dấu gì đấy, bạn có chụp rồi không ta? Đúng rồi, nếu mà tối quá thì đúng là chịu thật. Ở trên group Blend and Retouch á, thì nhiều thấy thấy nhiều bạn cứu ảnh tối, gọi là kinh khủng lắm, nhưng mà đối với mình thực tế á, nếu mà chụp ra những cái bức ảnh mà dạng là tối, mà dạng là tối thui rồi á, thì thôi bỏ cái tâm đấy đi, không xài được đâu. Bởi vì nếu chúng ta tăng lên rồi á, thì một là nó noise cực kỳ nhiều, nó sẽ noise cực kỳ nhiều, và khi mà chúng ta sử dụng những cái stock như vậy mà chúng ta chỉ sử dụng được ở những cái size rất là nhỏ thôi, tức là chúng ta nếu mà chúng ta để size lớn đúng không, để full size đi, thì người ta sẽ rõ được hết là nó bị như vậy, bị như vậy, khi là nhìn ra nó sẽ không đâu ra đâu hết. Cái đấy đúng ra là thực tế là không không nên gửi cho khách đâu. Export ra ha. Nhưng mà trong trường hợp nếu các bạn không không chụp RAW chẳng hạn, đây sẽ bỏ này đi ha, bỏ luôn. Không chụp RAW chẳng hạn thì chúng ta có cái chức năng SDR Pro, SDR.
nói chỉnh tối quá thì cho thành dạng như là nghệ thuật tí có ai ok chỉnh thành hình tối nghệ thuật luôn á. Thì đây như sau, chúng ta có cái hình background ha, và hình này thì mình đã chỉnh cho nó bị ngược rồi, và trong trường hợp là ở cái hình này là hình JPEG đi, không có chụp RAW chẳng hạn, ta làm như sau, chúng ta vào Edit Adjustment và sử dụng công cụ là HDR Toning, HDR Toning ha, flatten your document you want to proceed. Nó đang hỏi mình là mày mà xài tao là tao sẽ kiểu làm gộp chung hết lại những cái layer của mày. Ok, cho nó làm luôn. Thì ở đây như sau, chúng ta sẽ có sao nhìn cái này nó lạ với người ta gọi lại thôi đúng rồi. Sorry, nó là shadow và highlight chứ không phải là HDR tông đen ha. Shadow và highlight lại lại, sorry bị nhầm. Control J ha, ta vào adjustment và chọn shadow and highlight. Thì đây khi chúng ta click lên thì em sẽ thấy là thông số lúc đầu á thông số lúc đầu nó như sau. Khi chúng ta không có nhu cầu chúng ta cần mở rộng lên thì nó sẽ đây, mình tắt cái tiếng của cái Facebook này. Rồi ok, thì khi mà chúng ta bật shadow highlight này lên thì chúng ta cho cái bảng như sau. Thì ở cái bảng này đa phần nếu như chúng ta chụp ngược sáng đi thì cái vấn đề của chúng ta hay gặp là tại sao nó ngược sáng, thì ở đây là bởi vì cái máy của chúng ta nó đang đo vào cái vùng sáng, tức là nó sẽ làm cho những cái vùng cháy sáng đó trở về cái màu sáng bình thường, tức là không bị cháy. Nhưng mà khi mà nó giảm lại như vậy đi thì cái phần sáng thì nó sẽ giảm bớt sáng, nhưng mà cái phần tối nó cũng sẽ bị giảm bớt sáng luôn, tại là nó đã tối rồi mà nó giảm sáng đi nữa, nó thành đen luôn. Thì nó sẽ kết quả như thế này, tức là ở những cái phần mà bị như vậy thì đa phần nó không có bị cháy nhiều quá, nhưng mà cái phần mà chúng ta cần cứu là phần tối. Ok ha, thì chúng ta sẽ chú ý vào cái phần shadow. Thì khi chúng ta kéo ở mouse lên thì cái Photoshop nó sẽ tìm những cái vùng tối và nó đẩy sáng lên, tức là cứu lại những cái chi tiết đấy. Thì khi mà chúng ta tăng lên như vậy rồi, đã có thể thấy cái ok ha, tăng ở mouse lên thôi, thấy là hình nó sẽ bị như thế này, noise chưa ha, sao ha, nó có thể thấy những cái về 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 những cái hình như vậy ấy, khi chúng ta cứu lên rồi á thì chủ yếu là để cứu gọi là chơi cho vui thôi, chứ còn nếu mà hình này á mà muốn up lên Facebook á thì giảm size nó lại, ví dụ như là hình này nó đang là bao nhiêu, đang là pixels pixel là 3.800 đi, thì mình sẽ giảm xuống còn 800 nhân 600 chẳng hạn. Kiểu này mà up lên Facebook á thì ok, chẳng ai phát hiện ra là nó bị noise cả đó. Thì khi mà mình để cái before after người ta sẽ nói là ô thần thánh rồi kiểu nhưng mà khi mà chúng ta làm cho khách chẳng hạn, chúng ta không biết được là khách là cái ứng cứng cái người ta cầm cái hình chúng ta rồi người ta sẽ làm cái gì, có thể người ta sẽ sử dụng cho màn hình nền của người ta chẳng hạn đó, thì lúc đấy thì nó sẽ không còn giới hạn ở 800 600 nữa, mà đa phần là nó sẽ lên thành 1000 mấy đó, thậm chí là HD 1920 1080 chẳng hạn, thì lúc đấy là bao nhiêu cái lỗi của chúng ta chụp rồi chúng ta chỉnh bao nhiêu cái lỗi nó show ra cho bằng hết. Điều đấy là khách nhiều khi người ta sẽ phàn nàn mình là ở sao anh chỉnh xong cái này nó bị lỗi rồi các thứ. Cho nên là những cái bị chụp ngược sáng như vậy á, một là chúng ta cho về nó ảnh tăng contrast lên, tăng mạnh tay contrast lên để mà những cái phần tối nó gần như là mất hết đi, và chúng ta có cái bức ảnh là nó signal tone, tức là nó ảnh ngược sáng mà dạng như là những cái hình chủ thể ở phía trước gần mình thì nó sẽ thành màu đen hết á. Đó là signal tone, thì nó sẽ gọi là nó nghệ thuật hơn và nó không bị mắc lỗi. Còn nếu chúng ta nó đã bị chụp như vậy rồi mà ta còn cố muốn cứu lên á thì tốt nhất là đừng cứu, thẳng tay xóa nó đi là được rồi đó, không thì chụp lại thì đó là cái cách cứu cái chữa cái ảnh ngược sáng ha, đó là cái chức năng image
Adjustment và Shadow Highlight, tăng cái amount của Shadow lên là xong rồi. Đừng tăng nhiều quá, nếu không nó thành cái ảnh HDR đấy. Rồi ok, vậy thì các bạn còn thắc mắc gì nữa hay không? Ok. Hôm nay có 22 người online thôi, có vẻ ít hơn hôm bữa. Hôm bữa nhiều nhất hình như là bảy mấy vậy. Tại vì xin lỗi các bạn vì mình không có đúng kiểu cứu không được cái thôi cho nó chết luôn đi, cho nó cứu một cách nhân đạo ấy. Tại nhà mình gần chợ cho nên là nhiều lúc người ta đi qua đi lại, người ta bán ở ngoài ấy, cho nên là bị dội âm vào. Đa phần là những cái tút của mình á, làm thì đa phần là đóng hết cửa rồi làm vào ban đêm giữa giữa khuya á, khoảng cỡ 12 giờ 1 giờ á, rồi người ta đi ngủ hết rồi thì mình mới làm. Chắc ăn là không còn âm thanh gì hết mới làm. Ok, thêm tag ha, thêm tag thì mình có stock, xin lỗi, mình có tút sẵn rồi, có thể coi lại đi, tại vì nếu mà làm lại thì nó hơi chị Uyên á ha. tai nghe bên em, không sao đâu, tại vì đường truyền mạng nó như bị như vậy đó, nó bị chập chờn á, thì âm thanh nó đi có lúc nó tới có lúc nó không. Không sao đâu, nếu các bạn nghe không rõ hay nghe không kịp thì có thể lên. Bà Uyên bữa nhà bà mới bị sập. Sập nhà xong cái không lên thứ ba được, cái bắt mình lên chữa cháy, nhưng mà tới hồi cỡ 9:30 rồi lên mới có 6 mạng ở trên này, cho nên là thôi mình cho hủy luôn chứ mình không có chữa cháy nữa. Cái hồi người ta về hết làm ảnh HDR, làm ảnh HDR. Thì ok, làm ảnh HDR như sau, nếu như cái ban đầu á thì HDR thì nó sử dụng ít nhất là 3 ảnh. Không biết là các bạn có coi chưa những cái bức ảnh đấy thì bây giờ lấy cái ảnh nào là HDR ta? Làm nét ảnh được không? Làm nét thì rất là dễ. Ví dụ như là mình sẽ tìm chờ tí để mình lấy cái gì làm HDR đi. Cái đấy thì nó khá là nhiều cách. iPro là rất là đẹp. Hay coi. Cái này chắc là HDR ok rồi. Ok, mình sẽ export cái này ra luôn. Export. Export previews. Stock này của iPro ha. Cái làm nét á, thì nó có nguyên một cái filter sharpen trong đấy, cái nào nó cũng làm nét được hết. Để chờ tí xíu mình làm cái HDR này, chúng ta làm cái nét luôn, đằng nào cũng phải đụng tới. Rồi ok, thì mình sẽ tạo thêm một cái mở một cái hình mới, và hình này mình sẽ làm HDR. Bằng cách như sau, đơn giản cái HDR á, nếu như mà chúng ta sử dụng không sử dụng ba hình á, nếu chúng ta không sử dụng ba hình, tức là hình chụp thiếu sáng, hình chụp dư sáng và hình chụp đúng sáng á, và sử dụng cái merge photo á, thì chúng ta có một cái cách người ta gọi là giả, tức là dùng có một tấm JPEG thôi nhưng mà làm cho nó hiệu ứng nó giống giống như là của HDR. Tức là mình sẽ cho nó gai góc hơn lên. Đầu tiên là mình sẽ nhân đôi cái layer background lên ha, bằng phím Ctrl J hoặc là các bạn bấm chuột phải và chọn duplicate layer, và nó sẽ nhân đôi lên. Click ok ha, và nó nhân đôi lên y chang. Thì ở cái layer này thì mình sẽ làm như sau, vào image nè, adjustment cũng shadow highlight. Và đây cái highlight mình sẽ tăng lên.
Ơi ghê quá, tăng vừa phải thôi. Manip ha, Manip là bữa ông Công ông nghỉ cái tới hồi mình lỡ rồi mình làm luôn thôi. Nhưng ra mình cũng không có bay vào cái gì. Thì ở đây mình đã có vẻ là một cái gì đó chưa không có đã lắm. Để giảm bớt đi. Thì sau khi chúng ta tăng shadow highlight đi ha. Có thể thấy là chi tiết ở những cái vùng này. Đáng tiếc là cái vùng này đa phần là anh này anh sử dụng chụp rất là đẹp bởi vì nó thiên về cái phong màu xám. Cho nên là khi chúng ta sử dụng khi shadow highlight đi. Thì khi chúng ta tăng xám và tăng tối và giảm sáng đi thì đa phần là những cái vùng chi tiết ở những cái chi tiết ở những cái vùng tối và vùng sáng thì nó sẽ hiện chi tiết lên rất là nhiều và đa phần nó sẽ giảm bớt như vậy. Cho nên là mình sẽ chữa cháy bằng cách tăng tăng cái contrast lên. Ở đây mình tăng contrast lên để mà lấy lại những cái phần mà nó khác biệt sang tối như vậy. Ok, tạm thời để thấy là trước và sau ha, trước và sau chỉ có hai bước rất là đơn giản thôi, tức là làm HDR, làm HDR adjustment ha, image này adjustment này, shadow highlight ha, và tăng shadow một chút xíu, tăng highlight một chút xíu, vậy là nó ra HDR này. Y chang, không khác gì. Sau đấy là thêm cái contrast và xong thôi. Đây mình sẽ gom lại hết ra. Rồi tới sharpen. Vì sao ra mod ảnh RAW không nét bằng file JPEG cùng một ảnh? Nét bị hiện tượng bể khi phóng lớn. File RAW. Ok, sharpen đây. Như thế này. Ở trong cái phần đây, tổng thể ở chung trong cái filter luôn á. Thì các bạn như sau, những cái filter này á, đa phần là nó sẽ như sau. Thì những cái filter nào mà nó có dấu ba chấm ở phía sau thì tức là khi chúng ta click vào thì nó sẽ mở cho chúng ta một cái cửa sổ mới, tức là gần như là một cái plugin riêng. Còn nếu mà nó không có những cái ba chấm như vậy á, render sharpen không có ba chấm như vậy á, thì khi mà chúng ta click vào thì lập tức nó áp dụng lên ảnh ngay, tức là nó apply luôn á, sharpen đây. Hoặc là chúng ta sử dụng smart sharpen hoặc là unsharp mask. Khi mà chúng ta sử dụng smart sharpen và unsharp mask thì đa phần nó không có gì gọi là quá khác biệt, đối với mình là như vậy, đa phần là dùng cái gì cũng được. Ok ha. Thì đó, khi mà chúng ta sử dụng Smart Sharpen hoặc Unsharp Mask thì hai cái là nó gọi là nó y chang như nhau. Unsharp Mask. Nhưng mà được một cái là Unsharp Mask thì nó cho chúng ta thiên về cái biên nhiều hơn. Còn Smart Sharpen thì nó tổng thể. Và cái Smart Sharpen với lại cái High Pass. Đối với cái High Pass này và cái Smart Sharpen nó tương tự nhau, tức là nó tăng cái độ nét tổng thể đấy. Sorry, mình phải nhân đôi này lên đã. Cần chuột chay lên ha. Các bạn vào filter ha và order và chọn high pass. Thì cái high pass này thì nó giống như là cái smash sharpen thôi, thật ra là nó cũng không có khác gì. Nhưng mà cái high pass thì nó cho chúng ta một cái hay, đó là nó cho chúng ta một cái layer mới với màu xám, và khi mà chúng ta muốn tăng cái nét hoặc là để lại những cái bỏ cái phần xám đi, chúng ta buộc phải sử dụng cái blending mode ở khu vực xứ, cái blending mode thứ ba từ từ chứ. Thì ở cái blending mode này thì nó sẽ bỏ cái phần màu xám đi đó. Thì tức là khi chúng ta sử dụng cái high pass á, thì nó sẽ tăng tổng thể và nó cho chúng ta một cái layer tăng nét riêng. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng ok, đó là về high pass ha. Còn về unsharp mask thì khi chúng ta mà sử dụng sharpen ha. Ok, mình không có nhân đôi đi.
khi mà sử dụng render smart sharpen đi, nó cũng cho chúng ta tăng tổng thể luôn. Nhưng mà được cái như thế này, khi chúng ta tăng amount đó thì nó sẽ lên tất cả những cái chi tiết ở trong cái bức hình của chúng ta, nhưng mà nó cho chúng ta thêm những cái chỉnh sửa, ví dụ như là giảm bớt những cái độ tăng nét face amount ha, giảm bớt độ tăng nét ở trong vùng tối, rồi giảm bớt độ tăng nét trong vùng sáng chẳng hạn như vậy. Tức là cho chúng ta có nhiều cái tùy chọn hơn. Ví dụ như là đa phần thì khi mà mình sử dụng smart sharpen hay unsharp mask thì mình hay để mặc định, và sau khi làm xong có thể cần chuẩn ép nhân đôi thực, tức là mình tăng dần lên, cảm thấy khi nào thì ok thì dừng vậy thôi. Rồi còn một số cái khác ở trong cái smart sharpen, tức là ở đây có cái shake reduction, tức là cái chống rung tay, tức là khử rung tay á. Nên là khi mà chúng ta sử dụng rung tay nhiều quá thì sử dụng cái này để mà chúng ta giảm bớt cái gauss đi. Nhưng mà cái vấn đề là cái phần này mình cảm thấy nó hoạt động nó chưa có ổn, và nó không có thật sự là nó hiệu quả cho lắm, cho nên là ít hiếm chúng ta hiếm khi nào gặp người nào dùng cái này bị rung tay ấy, thì mình sử dụng cái shake reduction này nó tương đối hay, nhưng mà mình ít khi nào dùng quá cho nên là mình cũng không giới thiệu thêm. Rồi ok, vì sao ra mod gì đây, ảnh RAW không nét bằng file JPEG hoặc nét nhưng bị hiện tượng bể khi phóng lớn. Ảnh JPEG khi chúng ta chụp bằng máy thì máy nó sẽ xử lý bước đầu rồi, tức là nó thêm nét rồi nó tăng sáng hay là nó tăng màu sắc này nọ theo cái quy chuẩn của bên sản xuất máy ảnh, tức là nó có một cái profile riêng của nó rồi đó. Khi mà chúng ta chụp xong là ok, nó áp luôn cái profile đấy vào, tức là nó giống như kiểu một cái preset có sẵn rồi, ta chụp xong nó áp thêm vào. Còn file RAW thì nó là file gốc luôn, tức là chúng ta chụp sao nó ra vậy đó, cho nên là cái file RAW là cái file chưa được xử lý từ trong máy, còn file JPEG là file đã được xử lý từ trong máy. Cho nên là JPEG hầu như lúc nào bỏ lên thì nó sẽ nét hơn, rồi màu sắc nó cũng sẽ đẹp hơn, đại khái vậy. Rồi ok, mọi người còn giải còn thắc mắc gì không? Hai mươi người chắc tại hơi ít người cho nên là hỏi ít. Bữa làm chuyên đề thì vậy, có chỉnh raw nét được nét như JPEG được không? Được, thêm unsharp mask hoặc là smart, hoặc là nếu như các bạn sử dụng Lightroom chẳng hạn thì nó có một cái rồi detail đây thì nó có cái sharpening liquify mình có riêng một cái tút luôn. Liquify là cái tút đầu tiên mà mình làm luôn, tăng lên, tăng masking lên thì ok, tức là tăng cái raw. Khi mà sử dụng raw chẳng hạn đây, ok đây cái chúng ta có cái sharpening đi, thì sharpening ở trong Lightroom thì nó như sau. Photoshop đâu đọc được file raw? Ô, đọc được, Photoshop đọc được nha, nhưng mà Photoshop này nó phụ thuộc vào cái bản camera RAW ở trong máy. Đây ví dụ như là mình đúng rồi, Photoshop thì không đọc được, nhưng mà nhưng mà cái file nhưng mà cái chương trình camera RAW á, không sao, nếu chúng ta tăng như thế này, khi chúng ta tăng ở trong cái Lightroom này, nhiều người chúng ta sử dụng tăng amount lên và chỉ có đẩy amount lên không thì là sai. Bởi vì khi mà chúng ta tăng cái sharpening lên á thì cái Lightroom á, Lightroom thì nó sẽ nó không phải là nó tìm những cái biên đâu, mà nó khi chúng ta tăng amount lên chẳng hạn thì nó sẽ thêm những cái vân. Để thấy ở đây, ví dụ ở đây nó không rõ. Tăng đây chẳng hạn thì ta tăng lên ha. Mình có thể thấy là nó thêm những cái vân như thế này vào toàn bộ ảnh luôn. Thì tức là nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là ở nhờ những cái vân đấy mà mình nhìn thấy cái cạnh nó sắc nét hơn. Nhưng mà đa phần khi mà các bạn tăng lên như vậy và chúng ta không tăng gì thêm nữa
nó ta không có chỉnh lại thì nó sẽ nhìn nó bị noi, bởi vì những cái vân đấy nó vào những cái chi tiết mà cái màu nó trơn đều á, thì vô tình nó tạo ra cái hạt, và cái hạt đấy là thành noi. Thì từ Lightroom sẽ từ Lightroom 5 trở lên nó cho chúng ta thêm một cái là masking. Và cái masking này nó hoạt động như thế này. Cái masking này nó cho chúng ta giảm bớt cái độ ảnh hưởng, bởi vì khi chúng ta đè phím Alt+F ha, đè phím Alt+F và chọn masking, vậy có thể thấy này, lúc đầu ha, nó vào toàn bộ ảnh luôn. Và khi chúng ta kéo lên, tức là ở những cái phần màu trắng là những cái phần mà Lightroom nó sẽ thêm những cái chi tiết tăng nét vào. Tức là các bạn có thể thấy là đây, khi chúng ta tăng lên á, thì tự động Lightroom nó sẽ tìm những cái cạnh trong hình và nó sẽ chỉ thêm vào những cái phần đó thôi. Tức là mình muốn nhấn mạnh rằng khi mà các bạn đã tăng sharpening bằng Lightroom, thì khi đã tăng ở Mao rồi, nhớ masking lên từ khoảng từ 95 hoặc là 90 cho tới 98, khoảng cỡ đấy, để mà Lightroom nó hiểu là mình chỉ muốn tăng nét ở những cái cạnh thôi. Đó thì nó sẽ không có gây là hiện tượng noise. Rồi ok các bạn. Mình dùng CS6 nhưng không đọc được file RAW. Thì cái đấy bạn nâng cấp cái camera RAW ở trong máy lên. Nâng cấp camera RAW bạn mới ha, hình như bây giờ là 8 chấm mấy hay là 9 chấm gì rồi. Nếu mà bạn sử dụng camera RAW bản mới nhất rồi nhưng mà bạn vẫn không đọc được á, thì nên xem lại cái máy. Bởi vì nếu như mà các bạn sử dụng những cái máy đời mới quá, ví dụ như là bây giờ như là cái máy ảnh Sony A7R Mark II chẳng hạn, nó mới ra đây thôi, thì những cái code của cái file RAW đấy, cái Lightroom với lại cái camera nó chưa đọc được thì nó sẽ không xử lý được vậy thôi. Tức là để coi cái phần mềm ấy, cái chương trình chúng ta chạy đó, nó đã cập nhật kịp những cái raw file của cái file RAW đấy chưa này. Tùy mỗi cái RAW thì nó lại có một cái code riêng, nên là nó sẽ hơi phức tạp. Mình không hiểu sao người ta lại chế tạo kiểu vậy nữa. Có một cái file RAW mà A7R Mark II A7R Mark II như 70 triệu thì phải. Từ cái hồi mà cái A7R Mark II mà Sony nó đem về Việt Nam để mà nó giới thiệu á, cái chiếc đầu tiên ở Việt Nam là mình sờ vào rồi. Bên mình cầm cái A7R Mark II đầu tiên này, bây giờ trả Sony đây, mới đem trả lại thôi. Trong Lightroom có khoanh vùng được hình không để chỉnh riêng phần nào đó của hình? Cái Lightroom á, thì không, Lightroom không. Tức là chúng ta không tạo vùng được, nhưng mà ở những cái phần mềm Lightroom 6 mới nhất á, thì nó cho chúng ta, hình như là cho mình tạo vùng được. Cứu nét cho ảnh lỗi rung tay. Lỗi rung tay thì nãy mình có giới thiệu cái chức năng Shake Reduction. Như đây. Mở lên ví dụ như bức ảnh là bức ảnh rung đi ha. Ai mình thử làm cho nó rung đi, mình sẽ nhân nó lên và mù nó lên một chút xíu và giảm opacity đi. Coi thử nó giống bị rung chưa. Rồi đó. Nhân lên và giảm opacity đi, nhìn cho nó giống như là vậy. Giống như kiểu bị rung tay vậy. Như vậy không, adjustment brush. Thì những cái phần ấy hình như là nó cho mình giảm bớt đi ấy, thì vậy. Ở đây thì những cái rung tay đây, mình sẽ có shake reduction. Shake là bị rung á. Thì là click vào ha. À, nó sẽ tự động nó chạy. Blur, trade down kiểu này, thực tế là mình cảm thấy nó hoạt động nó không có được tốt lắm. Được chứ. Rồi, mình sẽ ok ha. Cái này vậy mà hoạt động ok chứ. Mình ít khi nào sử dụng ít khi nào mà sử dụng những cái chức năng này, bởi vì những cái ảnh nào rung tay là mình bỏ thôi chứ không có xài nữa. Thì có chức năng shake reduction ha, anh không biết là trong cái mới thì nó có hay không.
À, thì đây có thể thấy là trước sau này, trước này, sau này, trước này, sau này. Ô, mấy cái này hoạt động tốt đấy chứ. Ai có thể thấy ha, trước và sau ha. Ô, mấy cái này. À, có thể là từ cái CSCC này là nó cập nhật cái này khá là tốt rồi. Ở những cái phần trước thì mình thấy nó không có được tốt lắm. Rồi, nhớ cái này ha, Shake Reduction ở trong Sharpen. Đây nè, trước và sau nè. Trước là cái này không bị rung tay đâu nha, mà tại mình tạo thêm cho nó rung thôi. Và nó khi mình gộp lại nè, và mình chạy cái Shake Reduction ở trong filter render Sharpen ha, và có Shake Reduction. À, các bạn có thể thấy này, trước này sau này, trước này sau này. Ở thực tế là cái này mình cảm thấy nó khá là ok chứ. Để cái này đủ cứu. Chứ mình tạo là nó tương đối là mình tạo rung hơi bị nhiều á. Nhưng mà cái thấy biên độ này, thấy cái mờ này ha, ông mất luôn nè. Vậy là tốt đấy chứ. Ok, vậy là cái này tốt đấy. Ờ, biết thêm được cái này. Ta bỏ lên làm tốt mà giờ này mới biết. Rồi, ok. Rồi, các bạn còn thắc mắc gì không nhỉ? Bạn còn thắc mắc gì không? Rồi, thêm là cái Shake Reduction có vẻ thấy là khá ổn. Này xài được. Ít nhất là Photoshop còn thêm này xài được. Không để thua mấy cái thằng những cái phần software ở ngoài á. Thấy có nhiều người giới thiệu cái software ở ngoài nhưng mà mình ấy chưa có thật sự là ok lắm. Kiểu nó chỉ xử lý những ảnh nhỏ nhỏ thôi, chứ ảnh lớn quá bỏ vào nó rung bần bật bần bật, bật. À, các bạn nào vào trễ thì có thể chờ xem cái video sau cũng được, không sao hết. Mình có coi một clip thấy người ta dùng Lightroom khoanh vùng để chỉnh riêng màu nước nhưng không biết làm như thế nào. Người ta thực ra là người ta không có chọn vùng đâu, nhưng mà ta chỉnh màu nước bằng brush. Đúng rồi, sử dụng brush á. Đây nè, cái brush này ha, adjustment brush này ha. Click vào. Thì ở đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái panel mới. Ở những cái vùng này thì mình sẽ ví dụ như là mình muốn tăng màu nước chẳng hạn, giảm brush đi, hay là mình muốn thêm màu vàng vào trong màu nước chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ cây cọ nè. Đấy, quick. Đó. Quét lên. Và sau khi quét xong rồi chúng ta có thể chỉnh lại nữa. Nhưng mà sử dụng những cái này ví dụ như là những cái phần biên này nó bị trùng luôn, và chúng ta khó mà chúng ta tạo những cái đường chọn vùng nó chi tiết như là Photoshop được. À, là sau này khi mà mình đã làm xong này ha, có thể tăng sáng này, giảm sáng chẳng hạn vậy, tăng contrast lên rồi tăng clarity lên một hồi kiểu thế. Đây, bôi lên, bôi lên, thế eraser, eraser rồi xóa bớt cái vùng bị ảnh hưởng ở chân đi. Đấy, kiểu thế. Đúng rồi, nó như vậy đấy. Chúng ta sử dụng cái brush, tức là thay vì chúng ta áp dụng cả nguyên một tấm hình thì nó cho chúng ta một cái panel riêng. Ở trong cái panel đấy nó có những cái tùy chọn là tăng chỉnh sáng này nọ đó. Đúng rồi, thấy cái này khó chi tiết bằng quick selection. Cho nên là chỉnh, nếu như mà chỉnh màu mà chúng ta muốn chi tiết từng phần từng vùng riêng á, thì cho Photoshop là ngon hơn. Nhưng mà Lightroom thì muốn chỉnh nhanh chẳng hạn á thì xài preset hay là cái gì đấy. Thì đa phần là bình thường mình sử dụng Lightroom song song với lại Photoshop luôn. Khi mà mình muốn xử lý cái stop cho nó đàng hoàng lại, ví dụ như là tăng điểm sáng này nọ đó, thì Lightroom nó hỗ trợ mình được một cái là histogram này nó khá là chân thực. Mình có thể quan sát cái histogram và mình muốn cái hình của chúng ta ở cái mức độ nào thì mình có thể kiểm soát được cái vùng đấy, nên là nó khá là tiện lợi. Cho nên là đa phần là mình sẽ xử lý cái bước đầu của cái stock của mình bằng cái Lightroom, sau đấy chi tiết hơn mình quăng qua bên Photoshop làm tiếp. Rồi thì ok, đó là cái thắc mắc của bạn. Không biết còn ai thắc mắc không nhỉ? Nếu mà không còn ai thắc mắc thì mình xong ở đây nhỉ. Khát nước rồi. Khát nước rồi. À, kiểu này. Ok, 1 tiếng rưỡi rồi đó. À, làm linh tinh. Bữa nay có cái gì đây nè?
màu retro ha, chỉnh màu da nè. Rất là nhiều cái rồi đấy, hơi bị nhiều cái rồi đấy. Tăng tạo cái gì rồi, tạo cái gì đấy, ram rêu nè, rồi tăng cái sharpen, rồi tăng shake reduction, giảm bớt cái độ rung tay nè, tùm lum thứ 5-6 thứ rồi. Bữa nay rồi mình có một một tiếng rưỡi rồi. Oh, xem lại ở đâu? Xem lại thì các bạn xem lại ở website này ha, workshop.com. Nhớ share và like kênh YouTube channel của mình nhé. Tại vì kỳ này chắc nồi cơm còn mỗi cái channel ấy thôi, chứ cần công việc thì tạm dừng lại rồi, đi học không thôi. Đang dự kiến là mở lớp, không biết là nếu mà mình mở lớp thì không biết có ai đi dạy ấy, không biết là có ai đi học hay không. Nếu mà mở lớp thì mở lớp ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. À, cái delay này nó xài cái streaming này nó cũng hơi bất tiện, tại vì làm xong mình cũng phải delay 10 giây ấy. Cái kiểu mình nói xong phải mình chờ, ngồi chờ 10 giây nữa chứ. Làm luôn blend màu Hàn Quốc thôi để bữa sau đi nhá. Cái này 1 tiếng rưỡi rồi mình đuối đây. Ok, vậy mình tạm thời mình xong ha. Chào các bạn.